Báo cáo mới từ Coinbase đã chỉ ra rằng thị trường tiền điện tử vẫn duy trì sức mạnh và tiềm năng tăng trưởng trong quý 2 năm 2024, bất chấp nhiều biến động. Xuất hiện tại hội nghị Bitcoin 2024 vào ngày 27 tháng 7, Donald Trump đã có những tuyên bố gây sốc liên quan đến tương lai của Bitcoin tại Hoa Kỳ nếu ông tái đắc cử. Sau ông Trump, cộng đồng tiền điện tử đang mong chờ sự xuất hiện của tỷ phú Elon Musk tại hội nghị Bitcoin 2024. Sau đây mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. Báo cáo mới từ bộ phận tổ chức của sàn giao dịch Coinbase hợp tác với Glassnode đã chỉ ra rằng thị trường tiền điện tử vẫn duy trì sức mạnh và tiềm năng tăng trưởng, mặc dù có giai đoạn hợp nhất trong quý 2 năm 2024. Theo đó, trong quý này, giá của các tài sản lớn dao động trong khung giá hẹp, phản ánh sự do dự của thị trường sau sự gia tăng mạnh mẽ của quý đầu năm. Tuy nhiên, các chỉ số thị trường rộng hơn cho thấy tiềm lực bền vững và chuyển động tích cực. Báo cáo nhấn mạnh rằng, việc điều chỉnh giá trong quý 2 là một phần tự nhiên của chu kỳ thị trường hiện tại. Khối lượng giao dịch cao, dòng vốn đầu tư mới và tiến triển trong quản lý đều hỗ trợ quan điểm này. Hoạt động on-chain trên mạng Ethereum và các giải pháp Layer 2 cũng gia tăng đáng kể, với số địa chỉ hoạt động trung bình hàng ngày tăng 127% và tổng số giao dịch trên toàn hệ sinh thái Ethereum tăng 59% trong quý 2. Tỷ lệ giá trị thị trường so với giá trị thực tế MVRV cho thấy xu hướng tăng mạnh mẽ, khi MVRV giao dịch trên mức trung bình 365 ngày. Sự suy giảm tương quan giữa các tài sản tiền điện tử trong quý 2 cho thấy sự trưởng thành của thị trường. David Dương từ Coinbase cho rằng, sự tách biệt này nhấn mạnh lợi ích của việc sở hữu tiền điện tử như một phương tiện đa dạng hóa danh mục đầu tư. Cơ quan giám sát tài chính Thụy Sĩ FINMA vừa công bố hướng dẫn mới về phát hành stablecoin, nhấn mạnh các rủi ro gia tăng liên quan đến rửa tiền và tác động của chúng đến tổ chức tài chính. Theo đó, FINMA cảnh báo rằng, stablecoin không chỉ gia tăng rủi ro về tài trợ khủng bố và trốn tránh lệnh trừng phạt, mà còn có thể ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của toàn bộ trung tâm tài chính Thụy Sĩ. Do đó, cơ quan này khuyến nghị phân loại các nhà phát hành stablecoin là trung gian tài chính, yêu cầu thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến luật chống rửa tiền. FINMA cũng cho biết, các đơn vị phát hành stablecoin tại Thụy Sĩ có thể sử dụng bảo lãnh dỡ nợ từ ngân hàng để hoạt động mà không cần giấy phép ngân hàng. Cơ quan quản lý đã thiết lập các yêu cầu tối thiểu để áp dụng ngoại lệ đối với các bảo lãnh này, đảm bảo rằng khách hàng được thông báo về quyền lợi của mình trong trường hợp đơn vị phát hành phá sản. Tuy nhiên, mức độ bảo vệ từ bảo lãnh dỡ nợ không tương đương với bảo vệ theo giấy phép ngân hàng, mặc dù FINMA cam kết tiếp tục giải quyết các rủi ro liên quan. Trong bài phát biểu quan trọng tại hội nghị Bitcoin 2024 vào ngày 27 tháng 7, Donald Trump tuyên bố nếu đắc cử, ông sẽ biến Bitcoin thành tài sản dự trữ chiến lược của Hoa Kỳ. Ông cho biết chính phủ sẽ giữ lại hoặc mua thêm Bitcoin và xây dựng kho dự trữ quốc gia chiến lược bằng loại tiền điện tử này. Trump cũng nhấn mạnh rằng ông sẽ biến Hoa Kỳ thành quốc gia tiền điện tử hàng đầu và sa thải chủ tịch Ủy ban chứng khoán Fed Gary Gensler, người mà ông cho là không ủng hộ ngành công nghiệp tiền điện tử. Ông chỉ trích chính quyền hiện tại về lập trường cứng rắn đối với tiền điện tử và cam kết chấm dứt chiến dịch Zuckerberg 2.0. Phát biểu mới nhất của Trump đã gây ra biến động mạnh trên thị trường tiền điện tử. Bitcoin đã ngay lập tức tăng lên hơn 69.000 đô la trước khi giảm xuống 66.700 đô la, sau đó phục hồi lên hơn 67.426 đô la vào chiều nay, nhưng vẫn giảm 1% trong ngày. Sự kiện này dẫn đến khoản thanh lý gần 24 triệu đô la trong các vị thế clon và nâng tổng giá trị thanh lý lên 176,95 triệu đô la trong ngày. Điều này cho thấy sự nhạy cảm của thị trường tiền điện tử đối với các thông báo chính trị và quy định. Cũng tại hội nghị Bitcoin 2024 diễn ra ở Nashville, Thượng nghị sĩ Katia Glamis của bang Wyoming đã công bố đề xuất dự thảo luật quỹ dự trữ Bitcoin nhằm củng cố đồng đô la Mỹ trước áp lực lạm phát và khẳng định vị thế tài chính toàn cầu của Hoa Kỳ. Cụ thể, dự luật đề xuất thành lập mạng lưới kho lưu trữ Bitcoin do Bộ Tài chính Mỹ quản lý, đảm bảo bảo mật và an ninh mạng, mua 1 triệu Bitcoin trong 5 năm với mục tiêu nắm giữ 5% tổng cung BTC, tương đương dự trữ vàng toàn cầu của Mỹ, sử dụng ngân sách từ Bộ Tài chính và Ngân hàng Dự trữ Liên bang để thực hiện các khoản mua và đảm bảo quyền lưu ký tài sản Bitcoin của cá nhân và không ảnh hưởng đến tự do tài chính. Thượng nghị sĩ Glamis cho biết Bitcoin là công cụ lưu trữ giá trị hiệu quả, trong khi đồng đô la mất giá vì lạm phát.
bà muốn Bộ Tài chính quản lý lượng 213.000 BTC đang nắm giữ từ hoạt động triệt phá tội phạm, giữ lượng Bitcoin mua được trong ít nhất 20 năm, trừ khi bán để giảm nợ công. Lames được biết đến là một trong những chính khách ủng hộ tiền điện tử hàng đầu, cũng đề cập đến ý tưởng của ứng cử viên tổng thống Robert Kennedy Jr., người đã đề xuất mua 4 triệu BTC cho dự trữ và miễn thuế giao dịch Bitcoin. Cộng đồng tiền điện tử đang mong chờ sự xuất hiện của tỷ phú Elon Musk tại hội nghị Bitcoin 2024, khi có nhiều đồn đoán cho rằng ông đang bay đến Nashville. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý không chỉ vì sự xuất hiện của Donald Trump, mà còn vì những tin đồn về sự xuất hiện bất ngờ của Musk. Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy máy bay riêng của Musk đã khởi hành từ New York và đang trên đường đến Nashville. Mặc dù chuyến đi này chưa được liên kết chính thức với hội nghị, Musk nổi tiếng với quan điểm thẳng thắn về tiền điện tử và khả năng tác động đến thị trường qua những dòng stick, là một người ủng hộ Bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số khác. Tesla, công ty của ông đã gây chú ý khi đầu tư mạnh vào Bitcoin và chấp nhận tiền điện tử như phương thức thanh toán cho xe điện. Mặc dù Musk chưa chính thức xác nhận việc tham dự, một dòng stick bí ẩn gần đây với meme mắt laser đã làm tăng thêm những đồn đoán. Thị trường tiền điện tử chiều nay đã quay đầu điều chỉnh, vốn hóa toàn cầu vào lúc 17:30 là 2.523.000 tỷ đô la, giảm gần 1% trong 24 giờ qua. Bitcoin trao đổi tại 67.674 đô la, giảm 0.8% trong ngày. Ethereum đổi chủ tại 3.252 đô la, mất 0.7% giá trị. Binance Coin giao dịch tại 580 đô la. CryptoLeftPN xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe bản tin của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.